Xin kính thưa quý vị và các bạn, để đến với những cái thông tin có thể là gây sốc của ngày hôm nay liên quan đến Thiên An Minh Bờ Vũ Trụ á, thì trước tiên mời cả nhà cùng nghe một bài thơ do cái bạn có nick Facebook á, là Tuổi Thơ, anh ta sáng tác rất là vui và có ý nghĩa. Mời cả nhà cùng nghe ha. Bài thơ thì nó có tựa đề là Những Con Mồi Mồ Côi. Vì năm chú tiểu mà ra, tội lỗi xuất phát bởi là tình thương. Diễm mi ruột thắt can trường, vấn thân tiến bước vào đường bồng lai. Vì thương mấy tiểu khôi hài, ai ngờ động quỷ thò tay bắt người. Xem như người món đồ chơi, cùng nhau dâm loạn tơi bời sát thân. Buồn ngại là của Tùng Vân, để rồi trói buộc tình nhân hại người. Thế sự thời thế ai ơi, trách ai ai trách lòng người quỷ dương. Suy đi nghĩ lại cũng thương, Diễm My là kẻ dẫn đường hy sinh, để lôi quỷ dữ ma tinh. Bao nhiêu tội lỗi chữ tình mà ra, thù ghét cái lũ tinh ma, quyết tiêu diệt chúng không tha đứa nào. Trước mắt chém lão ngạo cao, rồi thằng mỏ nhọn lao nhau hại đời. Nhất Nguyên còn trốn đằng trời, Thiên Lôi cũng đánh sát phơi am thiền. Rất là vui hiểu quý vị, mà ai muốn hiểu sao hiểu nha. Để nói về sự thành công của cái drama Thiên An Minh Bờ Vũ Trụ á, thì người ta không thể nào không nhắc đến các YouTuber fan cuồng. Vì bọn họ mỗi người làm một cái loại gia vị để nêm vào cho cái bát canh nó ngon hơn. Bát canh tên là Thiên An Minh Bờ Vũ Trụ quý vị, không cho nó đậm đà hơn ha. Và họ cũng góp phần rất là lớn trong việc mà đưa tiễn Thiền Am về với vũ trụ nhanh hơn đó. Bởi vì họ luôn mồm cho rằng rất là yêu thương các bé Thiền Am vũ trụ, cho nên họ chửi bới người khác một cách bất chấp luôn, không cần biết đúng hay sai. Nếu mà họ yêu thương các em bé kia thì họ phải phản biện những cái cáo buộc của người khác một cách là hợp tình hợp lý, đúng không? Đằng này họ chỉ nói càng nói bừa thôi, chưa có cái bằng chứng hay cái gì mà phản bác phản biện lại người ta hết á. Chẳng hạn như một cái bà YouTuber cũng lớn tuổi ở Vũng Tàu rồi, cái người này mà khi mà nói chuyện livestream rồi á thì hay xưng bà với người khác, cho nên mình cũng gọi bà luôn cho dễ ha. Bởi vì bà này bà nói rằng á là bên phía chính nghĩa là vu khống cho thầy ông nội của bà. Cái chuyện mà ông Lê Tùng Vân ông đi khoe thân ở hồ bơi đó quý vị, và bà nói rằng là bên chính nghĩa cắt ghép những cái hình ảnh đó rồi lồng những âm thanh ở đó, chứ thật sự là thầy ông cố nội của bà không có làm những chuyện đó. Đúng không nè quý vị, nghe chính miệng bà nói nha. Tụi bay có hiểu gì không? Còn cái ông nội ông nói chuyện bữa lúc đó là đứng với ông với Thiện Đạt, một bên Thiện Đạt mà có một cái bà, mấy bà đứng trên cái cầu đó mà đi tắm xong gì đó, bữa đi tập bơi mấy đứa nhỏ đó, mà ông Thoại mặc cái quần đùi mà ông nói cái gì không biết, mà nó ghép vô, nó đâu vô quy tích, nó ghép vô chỉ cái đó, rồi nó làm cơ nó chỉ nó đây con này đây, ý là nói phe với mấy bà phụ nữ đó. Người ta 90 tuổi mà tụi mày ác ghê lắm chi. Thành cuối cùng bà xấu bà mới nói câu đó, anh nói trời ơi tôi thấy rõ ràng chỉ cái đó, kêu mấy phụ nữ lại chỉ. Tôi nói thiệt, có thiệt cái đó, chữ nó đào mồ quốc mã chứ đừng có nói mà đứng đó chỉ. Em đi ghép uy tín đó, các anh các chị em đi ghép để nó hại ông thầy ông nội đó. Mà trong đó đứng đó là có hai người, Thiện Đạt với ông thầy với một cô gì cầm quần áo đó, đứng bên đó. Rồi ở trên cái cầu đó là có cái cầu mà cái cầu giả, chỗ tắm sông, tắm hồ đó. Là có mấy bà phụ nữ đứng đông lắm. Đó, mặt quần đùi nó kêu, nói tầm bậy tầm bạ, ba phát hiện ra hết chứ. Nói là không có, tại cái người mà làm bệnh viện đó là theo dõi cái ngày mà thai sinh đó, mà ký cái giấy mà chứng sinh đó là không có mấy người làm việc ở đó, họ chưa làm ở bệnh viện Từ Dũ này. Thì đó là chúng ta biết là không có, toàn đặt điều không. Họ muốn hại Thiền Am, mà nói chung là cũng gì là lợi lớn của người ta không à. Nhất là năm chú tiểu rồi các thầy kia cũng đều giỏi cả tài hết. Đó, từ những cái lời nói đó thì chúng ta có thể khẳng định rằng cái bà này bà lợi dụng Thiên An Minh Bờ Vũ Trụ, lợi dụng cái em bé thôi để bà kiếm tiền từ thiện hay là kiếm tiền từ YouTube, từ mạnh thường quân gì không biết, chứ thật sự á bà không có yêu thương gì các em bé đâu. Bởi vì bà nói người
người ta cắt ghép cái video clip của Thiền Am, đúng không? Trong khi cái video clip đó là do chính người ở Thiền Am ta up lên trên cái kênh YouTube của họ luôn à, mà bà nói là bà không chịu xem, rồi bà lên nói là người ta bịa đặt, người ta cắt ghép à. Vậy bà nói bà thương yêu Thiền Am mà bà không xem video clip để ủng hộ người ta thì bà yêu thương bằng gì? Yêu thương bằng nước bọt sao à, hay là bà yêu thương tiền? Chỉ cần cái chi tiết nhỏ đó thôi quý vị, thì chúng ta cũng nhận ra là được đó là con người thật của Thiền Am rồi, con người thật của fan ở Thiền Am rồi đó. Vì thực sự ai cũng biết rằng á, Thiền Am bên bờ vũ trụ họ sống vì cái kênh YouTube này, đúng không? Nó đó đúng là cái nồi cơm của họ đó, đó mà bà không chịu xem, không chịu ủng hộ à, mà bà đi đi xem những cái kênh của bên chính nghĩa người ta đăng lên, cái bà đi xem một vòng coi ai nói gì, cái bà bây giờ phải suy nghĩ, bà phản biện lại, mà phản biện Trung Quốc không có căn cứ gì trên đó. Sao bà không vô cái kênh YouTube của người ta bà coi thử có không, hả? Nói người ta cắt ghép hay lồng ghép gì, cái đằng này nói vậy rồi để tụi nhỏ nó cười vô mà, đúng không? Phải xem lại, hy vọng là bà có xem cái video clip này á, bà chạy qua bên cái kênh Năm Chú Tiểu của bà coi lại cái à, coi lại xong rồi rút kinh nghiệm thôi, cũng không ai cần thiết bà xin lỗi hay là bà đính chính thông tin gì mệt đó, tại vì ai cũng biết bộ hợp mặt thật của fan cuồng hết rồi đó. Rồi cộng với cái chuyện mà bà YouTuber này bà nói rằng á là Nguyễn xin công bố cái giấy tờ, cái giấy chứng sinh thôi, rồi cái cáo buộc Thiền Am mà có lộn lưng, và bà khẳng định rằng á cái giấy chứng sinh đó là giả, vì những cái người ở, vì không có người nào ở bệnh viện Từ Dũ tên là tên đó hết à, hay quá à. Sao bà đi vô đó, vô bệnh viện Từ Dũ vậy, bà nói không có tên đó rồi mà không lấy cái bằng chứng gì trơn à? Bằng chứng mà gặp ai để bà hỏi gặp người nào tên gì, mà có ghi âm không, ghi hình gì lại không, lấy gì bằng chứng để nói là ở trong bệnh viện Từ Dũ không có người đó vào cái thời điểm đó để hộ sinh cho cái cô đó. À, đơn giản thôi, giờ vô ví dụ gặp lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo khoa sản, trưởng khoa sản hỏi nói anh ơi bây giờ bác sĩ ơi bây giờ cái thời điểm đó ngày đó đó có cái người hộ sinh nào tên này không, vậy thôi được rồi. Còn đơn giản thôi, tại vì thường thường cái giấy chứng sinh là người ta sẽ lưu vào cái sổ. À, có một cái sổ lưu ở trong cái khoa sản đó, thì nếu bà hay nữa bà dở cái sổ ra coi có cái hôm cái ngày đó cái giờ đó có bao nhiêu em bé sinh ra đời, người ta có lưu vô rồi bà chụp hình cái cạch đó rồi bà đem lên cái là rồi cái này là tái ngửa hết, đúng không? Phản biện một cách là nó đường đường chính chính liền, mình có chứng cứ đàng hoàng, chứ đằng này nói miệng không ai nói không được, không hả bà vậy đi. Nhưng mà chúng ta nhớ lại rằng á, cộng thêm những cái giấy tờ mà Nguyễn Xin công bố cách đây gần một năm á, thì cậu ấy chỉ đưa ra cái nghi vấn rằng họ có loạn lương hay không, chứ cậu ấy chưa từng khẳng định chuyện đó. À, rồi đến hôm nay, tức là cậu ấy phải có cái căn cứ gì đó, cậu ấy mới nêu lên một cái mối quan hệ giữa ông Lê Tùng Vân và cô Lê Thanh Quỳnh Trang, đúng không? Chứ thôi không, không ai nói đâu, đúng không? Nguyễn Xin cái kênh cái nick Facebook của người ta hàng triệu người theo dõi, mà không lẽ những cái thông tin bịa đặt mà dám đưa lên khơi khơi thì sao? Không có ai, chỉ có bà ba bà ít rồi bà chưa nghĩ cái chuyện đó, và bà lên bà la sùm chứ không ai mà làm chuyện đó đâu, thiệt á. Chứ nếu mà thiệt tình luôn không có căn cứ, không có căn cứ chắc chắn, làm sao mà Nguyễn Xin dám đăng lên không? Một bây giờ mình cho 900.000 người, có ai dám bảo đảm là không có những cái cơ quan chức năng hay là hình sự hay là chính những người ở bên Thiền Am bên bờ vũ trụ có theo dõi? Nếu mà người ta đưa những cái thông tin nó sai sự thật á, thì bây giờ hình sự vô ta, nếu mà ta không làm á, ta cũng ghi nhận đó, rồi những người ở bên Thiền Am mà ta thấy thông tin đó, người ta tức mình, người ta sẽ lưu thông tin lại đưa cho cơ quan chức năng là Nguyễn Xin, xong hết phim, đúng không? Mà đằng này đâu có ai nói gì Nguyễn Xin. Từ cái ngày đầu tiên cậu ấy ta công bố cách đây cả năm rồi, những cái thông tin trước đó là nếu mà chịu làm là Nguyễn Xin đã dính bẫy rồi, chứ đừng nói tới giờ mà cậu ấy hoạch tẹt ra hết, đúng không? À, thôi thì chúng ta cùng chờ để tiếp tục cùng lóc dép ngồi hóng nữa đi, chứ sao giờ không gì. Tại vì cơ quan chức năng ta đã vào cuộc rồi, nó cũng tới bên dách của Thiền Am rồi. Chúng ta cùng chờ đi. Mà hiện nay thì tội nghiệp nhất là bên gia đình Diễm My thôi. Để hôm nào liên hệ có giúp đỡ gì được không ha.
Rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.